Chào mừng các bạn đến với kênh Audio Chuyện Đông Hua, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới, tập 224, nguy hiểm. Tiêu Viêm nhìn người trước mặt, tán phát xuất khí tức vô cùng đáng sợ này, hẳn phải là phụ thân của Vũ Tuyết, các chủ của Vũ Thần Các. Tiểu Bối, Tiêu Viêm, ra mắt Vũ Thần Tiền Bối, Tiêu Viêm không phải là đầu gỗ, mặc dù vừa rồi đối phương dùng thần uy cường đại uy áp, nhưng dù sao cũng là phụ thân của Vũ Tuyết, lại còn là các chủ của Vũ Thần Các, xét về tình về lý cũng sẽ không vì chuyện vừa rồi tiếp tục dây dưa, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, mục đích của hắn là cần sự trợ giúp của chủ vũ thần các. Thấy Tiêu Viêm có khí độ thế này, các chủ vũ thần các hẳn có chút kinh ngạc, rất nhanh liền cười sảng khoái, tuổi tác chỉ vài trăm lại có thể có tâm tính như vậy, đúng là hiếm thấy. Các chủ vũ thần các đánh giá Tiêu Viêm một phen, tiếp tục nói, vừa mới thăm dò một chút, thực lực thực sự của ngươi còn xa mới đến mức đó, nếu vừa rồi không phải nha đầu Tuyết Như này chen ngang, ta đoán là ngươi sẽ thi triển đạo thần hòa thứ ba trong cơ thể phải không? Lời này vừa nói ra, không chỉ tiêu viêm kinh ngạc vô cùng, ngay cả toàn bộ đệ tử vũ thần các xung quanh đều trực tiếp há hốc mồm, có người còn véo má mình một cái, cảm thấy đau mới chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Ba đạo thần hòa trong một thân. Cho dù là cao giai thiên vị thần, thậm chí là thần vị đỉnh phong cũng không thể làm được, vậy mà lại xảy ra trên người tiểu tử tên tiêu viêm này sao? Còn vũ tuyết ở bên cạnh, trong lòng cũng dâng lên không ít gợn sóng, phải biết nàng cũng hiểu biết rất nhiều về thần hòa mà nàng lại là ái đồ của mấy lão quái vật ở đan thần tháp tự nhiên có sự tiếp xúc với trung tâm thần hòa ở bên trong đan thần tháp hồi đó nhớ là nàng vô tình lạc vào một vùng trung tâm của đan thần tháp một cỗ năng lượng đặc biệt nóng bỏng rất nhanh xâm nhập vào cơ thể nàng nếu không phải mấy lão quái vật đó phát hiện kịp thời có lẽ nàng đã sớm bị thần hòa đó xâm thực sạch sẽ bất kể là nhục thể thần hồn cùng tinh thần đều hóa hư không trong nháy mắt ngẫm lại phú tuyết vẫn có chút sợ hãi chỉ một đạo thần hòa đã có uy lực kinh khủng như thế tuy nói chu tâm thần hòa bài danh đệ nhị uy lực tự nhiên thế nhưng trong cơ thể tiêu viêm lại có tới ba đạo thần hòa hắn làm được như vậy bằng cách nào nhìn lại tiêu viêm trong ánh mắt của nàng lại tràn đầy sự ái mộ người mà nàng chú ý quả nhiên là nam nhân xuất chúng ha ha không ngờ vẫn bị vũ thần tiền bối xem thấu tiêu viêm mỉm cười nhạt trong lòng vẫn không khỏi kinh ngạc trước sự cường đại của các chủ vũ thần các, dễ dàng nhận ra trong cơ thể hắn có ba đạo thần hòa như vậy tiểu tử ngươi cũng không phải hạng người tầm thường có thể tụ hội ba đạo thần hòa trong một thân ngay cả ta cũng không thể làm được mà thiên phú của ngươi chắc thức kinh diệu phi thường chỉ vừa nãy ta thử thăm dò thực lực tiểu tử ngươi một chút đừng trách nếu ngươi đã là người tuyết nhi đưa đến ta tất nhiên cũng sẽ tiếp đón chiêu đáo lúc này thái độ của các chủ vũ thần các vô cùng hòa nhã có lẽ đã nhìn ra được thiên phú kinh khủng khi tụ hội ba đạo thần hòa trong cơ thể của tiêu viêm tình huống này vũ thần các quả thật mới gặp lần đầu Vũ thần tiền bối khách khí rồi, Tiêu Viêm cũng khách khí đáp lại. "Ha ha, Tiêu Viêm tiểu hữu, ngươi vừa mới đến Vũ thần các của chúng ta, một lát nữa hãy để Vũ Tuyết dẫn tiểu hữu đi tham quan, cần công pháp thần kỹ gì, ta cũng có thể tặng cho ngươi." Thấy Vũ thần các hào phóng với hắn như vậy, Tiêu Viêm lại có chút lo sợ, trong khi Vũ Tuyết bên cạnh lại tiến lên một bước trước mặt mọi người, kéo cánh tay Tiêu Viêm vui vẻ nói: "Tuân lệnh, lĩnh nhi, vô cùng tình nguyện." Ngay lập tức, đệ tử Vũ thần các xung quanh đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng này đặc biệt là ngao nguyên giờ phút này hắn còn ho ra máu nội thương dường như càng nghiêm trọng hơn đến cả đôi mắt của các chủ vũ thần các cũng không khỏi khẽ động ngày thường vũ tuyết đâu phải như vậy nhưng sao từ khi trở về từ thần linh thành tính cách sao lại thay đổi lớn như vậy cảm nhận được ánh mắt khác thường xung quanh tiêu viêm ho nhẹ một tiếng sau đó cẩn thận đẩy tay vũ tuyết ra nhẹ nhàng nói vũ tuyết đang có nhiều người nhìn lắm sau đó để bầu không khí không bị gượng gạo hắn cũng chuyển sang một đề tài khác tiêu viêm nhìn các chủ vũ thần các cung kính chắp tay khẩn cầu vũ thần tiền bối tiểu bối có một chuyện muốn nhờ hừm chuyện gì nói đi đừng ngại các chủ vũ thần các cũng có chút tò mò tiêu viêm định nói với mình chuyện gì vũ thần tiền bối lần này ta đến vũ thần các chính là muốn nhờ vào nguồn tài nguyên hùng hậu của tiền bối để ta có thể tiến nhập liên minh thần trích vừa nói dứt lời sắc mặt các chủ vũ thần các đột nhiên thay đổi khi nghe thấy bốn chữ liên minh thần trích bởi vì đây không phải là thế lực liên minh tầm thường mà là thế lực cự phách ở đệ nhất đẳng cấp thế giới. Ngay cả ngũ đại thế lực siêu thần đỉnh phong của họ cũng là sự tồn tại khiến người khác phải nề sợ, vừa nãy từ miệng tiêu viêm nói ra muốn tiến vào liên minh thần trích, chẳng lẽ là, đâu phải chuyện gì sao? Các chủ vũ thần các hơi cao mày, trầm giọng nói, tiêu viêm tiểu huynh đệ muốn tiến vào liên minh thần trích sao, nơi đó không dễ đến đâu, dù sao, các cường giả thần chỉ ở đó vô số, ngay cả cao giai thiên vị thần cũng không dám xưng đệ nhất, bởi vì, khu vực thiên thần các của liên minh thần trích có thiên vị thần đỉnh phong tọa chấn người đến đó có chuyện gì sao theo tâm tư của vũ thần các liên minh thần trích tuy tài nguyên khổng lồ nếu như có người muốn đến đó tu luyện thì cũng không hề dễ dàng cũng không thể tùy tiện đi vào để có thể biết được biện pháp tiến vào liên minh thần trích tiêu viêm cũng không giấu giếm đem hết thầy từng chuyện kể lại cho các chủ vũ thần các qua một lát sau sắc mặt các chủ vũ thần các đều lộ ra vẻ hơi kinh ngạc vì từ trong miệng của tiêu viêm biết được lần này tiêu viêm tiến nhập liên minh thần trích là để cứu hai vị huynh đệ của hắn hai vị huynh đệ này hiện nay đã biến thành ngục linh, sợ là lành ít xử nhiều. Nguyên lai like là vậy, trước đây đã nghe tin tức tiêu viêm tiểu huynh đệ thiêu chiến với liên minh thần trích, xem ra chuyện này là thật, chỉ không ngờ rằng người có thể ở đệ nhất tự liệt chi thần thành công thoát khỏi lòng bàn tay của thiên nhất thần quân. chuyện phát sinh ở trên người ngươi, người khác nghe vào đều cảm thấy không quá chân thật. tuy các chủ vũ thần các nói như vậy, nhưng đối với tiêu viêm lại là sự tán thành vô cùng chân thực. thấy tiêu viêm kiên quyết muốn đi liên minh thần trích các chủ vũ thần các cũng không có lý do gì để ngăn cản, bởi vì hai vị huynh đệ kia chính là quan trọng nhất của tiêu viêm, hiện nay đại đang nguy hiểm đến tính mạng, cũng không tiện ngăn cản đối phương đi liên minh thần trích, đành phải đem biện pháp tiến vào liên minh thần trích nói ra. Được rồi, mấy ngày trước, chúng ta đã nhận được thư mời của liên minh thần trích, ba ngày sau, vũ thần các chúng ta sẽ cử ra đệ tử ưu tú đến liên minh thần trích. Lời này vừa nói ra, thân ảnh tiêu viêm hơi có biến hóa, ngữ khí có chút nghi hoặc hỏi, thư mời từ liên minh thần trích các chủ vũ thần các gật đầu giọng nói trở nên nghiêm nghị nói tiếp chính là vậy nếu ngươi muốn tiến vào liên minh thần trích thì hiện tại chỉ có một cách duy nhất chính là sau ba ngày nữa cùng đệ tử do chúng ta phái đi đi đến liên minh thần trích còn có thể tìm được hai huynh đệ kia của ngươi hay không thì phải tùy thuộc vào ngươi phụ thân sao liên minh thần trích đột nhiên lại phát thư mời đến vũ thần các của chúng ta vậy khi nghe đến liên minh thần trích vậy mà phát thư mời đến vũ thần các vũ tuyết không khỏi kinh ngạc vũ thần các của bọn họ xưa nay không thân thiết gì với liên minh thần trích lần này lại phát ra cái gọi là thư mời này đến đúng là khiến nàng không tài nào đủ nổi nghe vậy các chủ vũ thần các đầu tiên là lắc đầu nhìn về phía tiêu viêm và vũ tuyết tiếp tục giải thích không chỉ có vũ thần các chúng ta nhận được thư mời từ liên minh thần trích mà ngay cả tứ đại thần các khác cùng với tất cả các thế lực siêu thần trong chư thần vạn giới cũng đều nhận được thư mời như vậy cái gì tất cả các thế lực siêu thần ư rốt cuộc liên minh thần trích này đang giở trò quỷ gì vậy phụ thân thư mời của liên minh thần trích này sợ là có bẫy không thể để cho các đệ tử đi được từ trước đến nay vũ thần các của bọn họ ít khi tiếp xúc với liên minh thần trích giờ đây thế lực cự phách này lại đột nhiên gửi thư mời đến vô số thế lực siêu thần trong chư thần vạn giới cùng một lúc theo như vũ tuyết nghĩ chắc chắn đây không phải chuyện gì tốt đẹp mặc dù liên minh thần trích trong mắt vô số thế lực siêu thần là một nơi vô cùng đáng khao khát thần chi tài nguyên bên trong đó vô cùng phong phú chỉ cần gia nhập liên minh thần trích thì sẽ được tăng cường thực lực thần chi lộ vốn đã vô cùng gian nan nhưng chỉ cần có nguồn tài nguyên khổng lồ trong liên minh thần trích như vậy dù thần chi lộ của bọn họ có khó khăn đến mấy cũng sẽ có thể đạt được đề thăng chưa từng có các chủ vũ thần các cũng trầm mặc trong chốc lát sau đó tiếp tục giảng đạo nghe nói lần phát thư mời này chủ yếu là để cho thu hút thiếu niên của các thế lực siêu thần tham gia tu luyện thời gian mở cửa trong vòng một năm không phân biệt cao thấp ai cũng có thể tiến vào liên minh thần trích để tu luyện rèn luyện đồng thời được hưởng lợi từ nguồn tài nguyên khổng lồ trong liên minh thần trích nghe vậy trong lòng tiêu viêm lại có chút bất an liên minh thần trích là một thế lực cự phách như vậy chẳng lẽ lại vô cớ cung cấp tài nguyên tu luyện miễn phí cho vô số thế lực siêu thần cho dù liên minh thần trích có nhiều tài nguyên cũng không thể tùy tiện cho các tu luyện giả này tu luyện hơn nữa luôn cảm thấy liên minh thần trích đang mưu tính một kế hoạch nào đó đưa nhiều tu luyện giả như vậy vào liên minh thần trích nhất định có ẩn tình gì còn ẩn tình là gì tiêu viêm đương nhiên không thể đoán ra được tóm lại cảm thấy liên minh thần trích phát thư mời lần này có nhiều điểm bất thường chứ từng đem tài nguyên vô hạn cung cấp miễn phí cho vô số thế lực siêu thần trong vạn giới vậy mà hiện tại lại làm chuyện kim thiên động địa trong toàn bộ vạn giới trong đó nhất định cũng có rất nhiều người của thế lực siêu thần không tin liên minh thần trích lại có lòng tốt như vậy nhưng cũng có rất nhiều thế lực siêu thần sẵn sàng tin thế nên nghe thấy tin tức như vậy thì cực kỳ vui mừng và kích động nơi họ luôn mơ ước được gia nhập là liên minh thần trích vài ngày trước lại phát thư mời như vậy thiếu niên của vô số thế lực siêu thần tham gia tu luyện miễn phí trong đó hưởng tài nguyên của thần trích do đó cũng có rất nhiều người vừa bán tin bán nghi cũng muốn tiến vào liên minh thần trích để thử một chút dù sao đó cũng là nơi vô số tu luyện giả mơ ước một tin tức trọng đại đến vậy chưa từng có bao giờ cũng không rõ vì lẽ gì liên minh thần trích lại làm ra một việc công ích như vậy nhưng mà bọn họ cũng chẳng buồn nghĩ nhiều chắc hẳn liên minh thần trích đã phát ra thư mời như vậy đến toàn bộ các thế lực siêu thần ở khắp chư thần vạn giới nên không thể là già được. Ý nghĩ này đã ăn sâu vào trong tiềm thức của đại đa số mọi người, ngay cả các chủ vũ thần các cũng nghĩ như vậy, cho dù liên minh thần trích có giờ cho mờ ám, thì cũng không thể một lúc chọc vào quá nhiều thế lực siêu thần như thế được. Việc này đối với liên minh thần trích chẳng có lợi lộc gì, lẽ nào lại thụ lập nhiều thế lực đối thủ như vậy? Các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube Audio Chuyện Đông Hua. Mặc dù tiêu viêm có suy nghĩ như vậy, nhưng cảm ứng thấy, phần thần lực còn lưu lại trong cơ thể lâm động và mục trần đang dần tan biến, Tiêu Viêm không còn thời gian để suy nghĩ nhiều về những vấn đề này, bởi vì thời gian lưu lại Lâm Động cùng Mục Trần không còn nhiều nữa. Vì vậy, Tiêu Viêm nhất định phải cứu Lâm Động và Mục Trần trong thời gian sớm nhất có thể. Nữ Nhi không tin là Liên Minh Thần Trích lại hảo tâm như vậy, phụ thân, hay là chúng ta cứ từ chối đi? Nữ Nhi luôn có cảm giác bất an. Lúc này, cảm nhận của Vũ Tuyết giống hệt Tiêu Viêm, nàng cũng cảm thấy chuyện Liên Minh Thần Trích lần này không dễ dàng như vậy, mà cung cấp miễn phí tài nguyên cho mọi người. Thế nhưng, các chủ vũ thần các lại mỉm cười rồi nói, ha ha, ta biết, nhưng ta nghĩ, liên minh thần trích hẳn sẽ không thụ lập lên nhiều thế lực siêu thần như vậy đâu, bất kể thật giả ra sao, chúng ta cứ đi thử xem, nếu là thật, thì nội tình vũ thần các của chúng ta cũng gia tăng lên. Nhưng có một điều cần lưu ý, đó là, nếu sau khi tiến vào liên minh thần trích mà xảy ra đà đấu, thì đó không phải là trách nhiệm của liên minh thần trích, bởi vì trong liên minh thần trích có rất nhiều cường giả, dù sao, đó cũng là nơi lịch luyện của vô số các vị thần, biết đâu, lại bị người ta để mắt tới nếu thực lực không đủ mà bỏ mạng thì cũng là điều dễ hiểu đây chính là nguyên thoại của liên minh thần trích bọn họ chỉ cung cấp tài nguyên khổng lồ trong vòng một năm miễn phí còn việc vào đó có thể sống sót hay không thì phải dựa vào thực lực của bản thân vì thế ta cũng không muốn ép buộc ai ai muốn đi thì chuẩn bị ba ngày sau cùng tiến vào liên minh thần trích để lịch luyện cho tốt thấy phụ thân nói vậy vũ tuyết cũng không nói thêm đã như vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi có lẽ bản thân nàng cũng suy nghĩ nhiều không chừng vũ thần tiền bối ba ngày sau ta sẽ cùng các đệ tử của vũ thần các đến liên minh thần trích tiêu viêm chấp tay với cung chủ vũ thần các được cung chủ vũ thần các cũng trực tiếp đáp ứng yêu cầu của tiêu viêm dù sao kỳ tài này rất cường đại nếu trong đó có thể thu được một ít tài nguyên nói không chừng có thể đột phá thêm một lần nữa còn việc cứu người như thế nào chỉ có thể xem vào bản lĩnh của hắn phụ thân tuyết nhi cũng đi không phải người vẫn nói thực lực của con không bằng tỷ tỷ sao lần này con sẽ cùng tiêu viêm đệ đệ đến liên minh thần trích cũng có thể lịch luyện một phen lời vừa dứt tiêu viêm liền thoáng kinh ngạc chuyện gì thế này xem ra vũ tuyết này định bám theo hắn rồi tiêu viêm còn chưa kịp phản ứng quả nhiên cung chủ vũ thần các đã chủ động mở lời trước chắc trong lòng hắn cũng đã đoán được tâm tư của vị nữ nhi này cười nói được 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 hiếm khi thấy nữ nhi cầu tiến chủ động như vậy người làm phụ thân đương nhiên cũng thấy vui vậy thì tiêu viêm huynh đệ viết nhi sẽ nhiều người chăm sóc đến liên minh thần chết phải bảo vệ nha đồ này thật tốt nói xong cung chủ vũ thần các nhìn tiêu viêm bằng ánh mắt sâu xa lại nhìn sang vũ tuyết lắc đầu cười khổ